ít quý ông cho rằng chuyện tổn thương cậu nhỏ chỉ là chuyện hy hữu. Thế nhưng trên thực tế, có vô vàn sự cố có thể xảy ra. Đi dạy thêm về khuya, thầy giáo trẻ vào phòng tắm vặn vòi hoa sen và ưu tiên đưa của quý vào rửa trước. Không ngờ nước nóng rẫy khiến bộ phận sinh dục của anh bị bỏng nặng. Một vụ va chạm giao thông nhẹ của hai nam sinh đáng lẽ không nghiêm trọng, nhưng bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên chiếc bật lửa để ở túi quần một bạn nam bị va đập mạnh, gây nổ ở phần bụng dưới của em. Nhiều người sẽ chưa quên trường hợp một nam giới 25 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh bị xe buýt kéo lê đến mức hai tinh hoàn bị rớt ra ngoài, tổn thương nặng nề dương vật. Hoặc những trường hợp bị cắt dương vật do ghen tuông, trả thù, vân vân. Rất nhiều trường hợp hy hữu khác khiến cho cậu nhỏ bị tổn thương. Điều đáng nói là không mấy người hiểu và chủ động đề phòng những tai nạn có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng làm chồng, làm cha cũng như hạnh phúc của mình. Các bạn thân mến, hàng ngày thì nhiều bạn nam giới tưởng chỉ có các nàng thì mới cẩn thận khi chăm sóc cù kín của mình. À, với các chàng không khéo giữ gìn cũng có thể khiến cậu nhỏ gặp tai nạn như chơi. À, trong cuộc sống hàng ngày thì có rất nhiều tai nạn có thể xảy đến với cậu nhỏ. Những tai nạn này có thể là vô tình hoặc cố ý nhưng đều gây nên những ảnh hưởng vô cùng nặng nề về mặt tâm lý cũng như sức khỏe của chủ nhân. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có cơ hội được trao đổi với Dr. Happy về những cách thức nào để có thể phòng tránh và hạn chế những điều dễ gặp phải với cậu nhỏ của mình. Và cùng đồng hành với chúng ta ngày hôm nay là một bạn trai rất quan tâm tới chủ đề này, đó chính là người mẫu trẻ Đinh Công Toàn. À, xin cảm ơn Toàn đã dành thời gian tham gia chương trình với chúng tôi ngày hôm nay. À, xin chào khán giả TV, xin chào chị Thu Trang và xin chào Dr. Happy. Không biết là công toàn đã thật sự hiểu biết gì về cậu nhỏ của mình hay chưa, hoặc là bạn đã bao giờ trong cái tình huống mà gặp phải những cái tai nạn của cậu nhỏ hoặc là bạn nghĩ đến hoặc chứng kiến đến những cái tai nạn này bao giờ chưa? Tôi cũng thường tìm hiểu các thông tin trên các phương tiện truyền thông, nhưng mà thật sự để mà hiểu hết về vấn đề của cậu nhỏ thì thật sự là chưa, bởi vì gọi là cậu nhỏ thôi nhưng mà thật sự là không nhỏ một chút nào, tức là nó là vấn đề rất là lớn <laughs> đấy đúng không? ạ <laughs> vậy thì bạn đã bao giờ nghe thấy những cái tai nạn xảy ra đến với các cậu nhỏ của các bạn trẻ cũng như các nấm mày dâu hay chưa ừ, thực ra cái đấy rất là nhiều ngay cả bản thân tôi cũng thế bởi vì bình thường thì tôi hay chơi thể thao và tập gym ví dụ như là bóng hạn việc xảy ra tai nạn với cậu nhỏ đấy là rất là bình thường ừ. nhưng mà trong cái lúc đấy thì thường là cái sự biết mình chưa có nên là thường thường sẽ lại hậu quả sau này ừ hoặc là lúc đấy thì chỉ cứ cắn răng mà chịu đau thôi tôi cũng không nghĩ đến cách là chúng ta sẽ phải tìm đến bác sĩ để đúng hỏi, hỏi han và điều trị đúng không ạ xin được hỏi Dr. Happy là vậy thì có những cái tai nạn nào có thể xảy đến với những cậu nhỏ của các đồng minh dâu ạ trong thực tế hàng ngày thì chúng tôi gặp rất là nhiều cái tai nạn mà xảy ra với cậu nhỏ có những cái tình huống mà rực khóc rực cười ví dụ cậu nhỏ bị gãy đấy là một cái tai nạn rất phổ biến cậu nhỏ bị một cái khóa quần ăn vào và cậu nhỏ bị một cái dị vật nó thít chặt lại nó làm cho cương tướng lên đấy cũng là một cái tai nạn của cậu nhỏ cậu nhỏ có thể bị một cái vết thương đâm xuyên qua hoặc có thể là một cái uh, tai nạn vừa bị cắn hoặc có thể là một cái tai nạn và do bị chặt bị cắt hoặc cũng có thể là một cái tai nạn mà bị lóc ra toàn bộ cậu nhỏ thì đấy là những tình huống vô cùng phong phú khi mà chúng tôi gặp trong cái bệnh lý mà các cái thương tổn chấn thương của cậu nhỏ. Đầu tiên, có thể cho biết cụ thể hơn các tình huống mà có thể dẫn tới những tai nạn vừa rồi không? Chúng ta thấy rằng là có những cái tổn thương mà làm tai nạn cho cậu nhỏ rất buồn cười. Ví dụ, các em bé bị cái khóa quần nó sơi lên đây là thường hay gặp ở các em nhỏ mà đang bất cẩn cái tính đang đi học đang cứ độ tuổi nhà trường vội vàng vội vàng chơi thì khi mà đi tiểu thì kéo cái khóa quần lên và vô tình cái khóa quần nó dắt vào cái da của dương vật và làm cho các em rất là đau hoặc là thậm chí người lớn cũng có thể gặp những cái tai nạn này trong những trạng thái say xỉn trong những trạng thái mà anh không còn kiểm soát được hai là các cái tai nạn mà liên quan đến sinh hoạt tai nạn liên quan đến cái các các các, các lao động Ví dụ các chàng trai của chúng ta khi mà đi làm vận hành những cái máy tuốt lúa hoặc là máy ép mía Nếu mà chúng ta không có cái sự trang bị cho cậu nhỏ, ví dụ mà quần xịp bảo hộ cho cậu nhỏ tốt lên Thì rất dễ dàng, có nhiều tình huống là nó bị cái máy nó cuốn luôn cả một cậu cậu ở quê cậu làm cái nghề đóng gạch bây giờ đóng gạch thì nó không giống như ngày xưa là phải dùng cái khuôn như thế này bây giờ nó có máy thế thì trăng thanh gió mát như thế nào mà cậu chỉ mà để rông cậu nhỏ và mặc với quần đùi thôi khi mà cậu mải mê cậu cúi xuống để cậu vận hành cái máy đóng gạch thì lập tức là cái máy cuốn gạch nó cán luôn cả cái quần của cậu và cứ thế là nó lôi 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 luôn cả cậu nhỏ vào và cậu nhỏ dập nát có những cái tai nạn mà nó liên quan đến cái hoạt động tình dục ví dụ gãy cậu nhỏ chẳng hạn thì cái cơ chế của cái gãy dương vật gãy cậu nhỏ này này trong cái tình huống này này khi mà chúng ta đang có một cái hoạt động tình dục hưng vân, tình dục rất là cao độ và cậu nhỏ của chúng ta hoạt động hết mức cái áp lực ở trong cái cậu nhỏ của chúng ta cực kỳ cao thì lúc bây giờ nếu chúng ta gặp một cái lực tác động nào đó nó không đúng hướng, sai hướng đi dễ dàng nó làm cho cậu nhỏ của chúng ta bị gãy bẻ ra và lúc bây giờ chúng ta tưởng tượng rằng giống như một túi nước căng ấy bị vỡ ra và lớp vỏ của nó vỡ ra và máu trào ra bên ngoài thế thì cái này là tình huống rất là hay gặp sang chấn có thể là do cái hoạt động tình dục sai tư thế có thể là do chúng ta tự thủ dâm và hoặc có thể là do chúng ta có một cái thói quen rằng là tự bẻ cái đấy là nguyên nhân rất là hay gặp về mặt tình dục mà khi mà chúng ta sai tư thế Bình thường chúng ta vẫn còn theo những tư thế mà rất là truyền thống Chàng trên nàng dưới Thế nhưng mà tự nhiên hôm nay vào một cái ngày đẹp trời nào đấy Chúng ta lại một người phụ nữ ở trên mà người ta không thể điều khiển được cái nhịp dập Và rất dễ dàng để cho cái cậu nhỏ của chúng ta chật ra ngoài vừa và Lúc bấy giờ bị một cái lực từ trên nó dồn xuống là cơ thể của một người phụ nữ nó ép lại rất dễ bị gãy. Hoặc là chúng ta có những cái tư thế rất là kỳ quái từ sau ra trước chẳng hạn. Trong cái lúc mà dương vật của cậu nhỏ của chúng ta nó cương căng cứng lên và có thể là vặn xoay có thể nó gây đến vỡ một số cái tai nạn rất cũng hay gặp liên quan tình dục ví dụ chúng ta thấy rằng là khi mà người ta dùng các cái dụng cụ tình dục ấy. hiện tại bây giờ trên thị trường có rất nhiều cái loại vòng bi giúp cho nam giới mà có cái cương tốt hơn vâng. một số trường hợp người ta lạm dụng cái chuyện đấy nhiều quá và đeo cái vòng đấy lại nó giống như gây một cái dây garo ấy nó giúp vâng. cho dương vật cương tốt hơn mà khi mà cái vòng thắt đấy nó quấn quanh cậu nhỏ của chúng ta và làm cho máu đến cái dương vật của chúng ta giảm đi lúc bây giờ dương vật của chúng ta nó sẽ phù nề càng ngày nó càng phù nề lên và không thể tháo được cái vòng đấy ra và đấy là cái tai nạn mà rồi bị thít chặt chúng ta không thể tháo ra được hoặc các bạn có thể là các bạn sinh viên hay có cái trò rằng là thủ dâm kích thích cậu nhỏ rất là cương cứng lên rồi xong bẻ cắt một cái và thi xem ai bẻ to hơn Thế nhưng mà đến là một lúc mà nó gãy rồi thì hồn bay phách lạc và rất là sợ, sợ dệt kinh khủng. Đến thì tìm bác sĩ để giải quyết. Hoặc là ngày xưa sinh viên ký túc ý, thì các bạn còn có cái trò rằng là chúng ta để cho nó cương lên rồi buộc cái cục gạch để thi kéo. Và tôi không hiểu là vì sao mà sinh viên lại có những cái trò mà rất là <cười> buồn Đúng cười như thế. À. Thì, thì à, chúng ta không nên làm như vậy. Không thì... chỉ có những cái trò mà kéo mà có thể là ví dụ như là à, lúc mà có bạn đang ngủ đó, thì có thể do mình muốn treo nhau ấy thì có thể lấy dây uh, chun buộc vào đấy khi mà mình khi mà bạn này kia bị buộc rồi mà không phát hiện ra ấy thì là sau này cái để lại hậu quả rất là khôn lường đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Đấy nó giống như một cái tai nạn bị thít ấy hay là chúng ta thấy trong cái tình huống mà tai nạn giao thông à. chúng ta cũng gặp chấn thương bộ phận sinh dục rất là nhiều. Trong trường hợp này thì cậu nhỏ của chúng ta thường là bị mài sát xuống đường và nó mất toàn bộ da à, nó thường có phối hợp với những cái tổn thương các cơ quan khác trong cơ thể trong cái tình huống mà tai nạn giao thông hoặc là một số cái tình huống khác ví dụ như bị súc vật cắn chẳng hạn đấy cậu nhỏ của chúng ta bị súc vật cắn cái điều này rất phổ biến ở trẻ vùng em ừ, ở vùng nông thôn kể cả người lớn cũng gặp chúng tôi đã cấp cứu rất là nhiều trường hợp ví dụ các anh ấy vào cho lợn ăn chẳng hạn à, ở quê thì có cái thói quen là chả mặc gì mặc mẫu quần đùi cho nó mát và như vậy thì khi mà chúng ta cúi người để qua một cái máng chuồng lợn để đặt cái máng vào cho lợn ăn Và con lợn cái xề nó ham ăn nó đớp luôn cả cái quần và cái ấy Thế là bị cắn Trong cái tình huống này cắn thì chúng ta rất hay gặp là có cả người cắn vâng. Rõ ràng là trong bị kích thích tình dục quá mức Người ta không kiểm soát được mà ta có thể người ta cắn Cái nguy hiểm của cái tai nạn mà do người cắn ấy, thì như thế này thường là ta ngại và. người ta không đến không. bệnh viện ngay để xử lý và để qua đấy một vài ngày nó sẽ nhiễm trùng và lúc bấy giờ là tổn thương nó rất là nặng. chứ còn trong những trường hợp ví dụ như bị xúc vật cắn thì thường người ta có ý thức người ta đến bệnh viện luôn và, và được giải quyết được lúc bấy giờ làm sạch vết thương đi thì lại cái thương tổn nó lại đỡ nặng nề hơn là so với người cắn. À, hoặc là một số cái tai nạn liên quan đến tình dục ví dụ như là chúng ta thấy là đánh ghen chẳng hạn, và. rất nhiều trường hợp vì là kình địch đối thủ là chỉ cần dùng một con dao để xẻo nó đi thôi thì thế là để cảnh báo cho hoặc là thậm chí có trường hợp mà vợ cắt của chồng vì nghi ngờ rằng là chồng có bồ có ngoại tình hoặc là có trường hợp bệnh nhân tự cắt đấy là thường gặp ở những cái bệnh nhân mà bị có cái vấn đề về tâm thần dối loạn tâm thần họ coi rằng là cái bộ phận sinh dục của họ là cái rất là vướng víu họ không thích để nó và họ tự cắt đấy là do những vấn đề về tâm thần thì, thì trong những trường hợp đấy đấy là một cái cấp cứu rất là khẩn cấp thì nếu chúng ta đến viện kịp thời đến những cơ sở chuyên khoa tốt thì chúng ta có thể nối lại được bằng cái phương tiện kỹ thuật à, bây giờ thì chúng ta có thể nối lại được để khôi phục lại cậu nhỏ của chúng ta có thể hoạt động có thể chức năng có thể cảm giác được gần như bình thường thế nếu mà chúng ta mà à, không có những cái đến sớm hoặc chúng ta không biết cách để 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 để, để, để sơ cứu cấp cứu thì có thể là nó để cái để lại cái hậu quả rất là nặng nề trong những trường hợp đấy vậy thì làm thế nào để có thể ghép nối được và trong thời gian bao nhiêu thì tốt để có thể là ghép nối được bộ phận dương vật cho người đàn ông ạ? À, chúng ta thấy rằng ở trong cái cấp cứu thì chúng tôi thường hay hay đề cập đến hai cái mốc thời gian rất là quan trọng, à, cái mốc thời gian này nó quyết định đến cái sự thành hay bại của một ca phẫu thuật à, ghép nối. Thế thì à, cái đầu tiên đấy là mốc thời gian này là thiếu máu nóng. Người ta tính rằng là từ cái lúc mà cái cậu nhỏ của chúng ta bị cắt cho đến lúc mà cái đoạn cắt đấy được bảo quản trong một cái môi trường lạnh để hạ nhiệt độ giảm thiểu tối đa cái chuyển hóa của nó thì đấy đấy người ta gọi là cái thời gian thiếu máu nóng thông thường cái thời gian này là không được quá 6 tiếng Đã. nếu mà chúng ta mà sau khi cậu nhỏ của chúng ta bị cắt ra mà để quá 6 tiếng mà không được bảo quản trong cái tư thế đúng không được làm tư thế như vậy thì nó sẽ gây đến cái ảnh hưởng rất là nặng nề sau này và cái thời gian mốc thời gian thứ hai là cái thời gian mà thiếu máu lạnh người ta tính từ lúc rằng là cái cậu nhỏ của chúng ta đã được bảo quản đúng cách rồi cho đến lúc mà chúng ta ghép nối. Cái thời gian này nó khoảng độ 16 tiếng. À, vì vậy mà ngay sau khi mà cậu nhỏ bị gặp phải cái tai nạn như vậy, bị cắt cụt chẳng hạn thì chúng ta phải nhanh chóng để bảo quản cậu nhỏ một cách đúng cách và sau đó rồi thì nhanh chóng để đưa đến các cơ sở chuyên khoa để uh, điều trị để tiến hành phẫu thuật ghép nối, nếu chúng ta làm được tốt được những cái uh, tiết kiệm được thời gian cho câu này thì cậu nhỏ có khả năng được cứu vãn rất là tốt, đến 80 90% các trường hợp được khôi phục lại chức năng như bình thường. Vậy thì thưa bác sĩ Pi thì cách bảo quản cách mảnh rời như thế nào là tốt nhất ạ? Uh, đây là cái vấn đề mà rất cần thiết. Nó quyết định đến cái sự thành bại giống như cái thời gian uh, mà thời gian thiếu máu như lúc nãy tôi đề cập. Uh, nếu mà chúng ta Ở uh, có thời gian tốt rồi, chúng ta tiết kiệm được thời gian rồi, đến sớm rồi, không bị muộn rồi. Thế nhưng mà với điều kiện là cái mảnh cái, cái mảnh đứt rời nó phải được bảo quản một cách rất là đúng cách được. thì mới được. Chứ còn nếu mà cái mảnh đứt rời mà nó lại bảo quản không đúng cách hoặc xử lý ban đầu không tốt thì không thể có được với kết cục tốt khi mà được. chúng ta phẫu thuật ghép nối. Thế thì chúng ta hình dung là ngay sau khi mà cái tai nạn xảy ra, chúng ta biết rằng chúng ta có một cái thời gian thiếu máu nóng là 6 tiếng đồng hồ. Vì vậy, đấy là cái thời gian rất là quý để chúng ta có thể thừa sức để chuẩn bị được những vật dụng cần thiết để bảo vệ cái mảnh đất rời một là chúng ta có thể đi mua nước muối sinh lý hai chúng ta có thể mua băng gạc ba có thể chúng ta sẽ phải là chuẩn bị những túi cần thiết bốn là chúng ta chuẩn bị đá và thùng đá thế thì chúng ta sẽ sau khi đã có đầy đủ các vật dụng như thế rồi thì chúng ta bảo quản cái mảnh đất rời theo cái nguyên tắc là hai túi ờ, ở, như thế này đầu tiên chúng ta sẽ dùng lấy cậu nhỏ lấy cái mảnh đất rời đấy rửa sạch bằng nước muối sinh lý sau đó chúng ta cuốn cái mảnh đất rời đấy bằng một cái gạc và dội nước muối sinh lý lên trên cái gạc đấy và chúng ta bắt đầu đặt cậu nhỏ đặt cái mảnh đất rời đấy vào trong một cái túi và buộc chặt sau đấy chúng ta cho cái túi này vào một túi thứ hai to hơn và chúng ta đổ đầy nước muối sinh lý vào đó và chúng ta lại buộc chặt cái túi này à, sau đó chúng ta để cái túi này vào trong một cái thùng đá tất nhiên là chúng ta nên đập đá rất là nhỏ ra và dàn đá đều xung quanh cái uh, uh, túi chứa cậu nhỏ như vậy và lúc bây giờ chúng ta hình dung rằng là cậu nhỏ giống như một quả trứng nằm trong một cái túi quấn và nằm trong một cái túi nước như vậy thì tránh được cái sự bỏng do cái hạ nhiệt độ quá mức được. chúng ta không nên là bỏ trực tiếp bỏ trực tiếp cậu nhỏ của chúng ta vào đá được. bởi vì nếu chúng ta bỏ cậu nhỏ của chúng ta vào đá thì vô hình dung chúng ta đã làm cho cái mảnh đứt rời nó bị bỏng hạ nhiệt quá nó cũng gây bỏng và lúc bấy giờ thì các cái biện pháp ghép nối thì không thể thực hiện được và right. nó thực hiện thì nó không mang lại kết quả right. thế thì khi mà chúng ta đã làm được đến cái mức bảo quản như thế rồi thì chúng ta nhanh chóng vận chuyển và mang cái mảnh đất rời đấy đến các cơ sở y tế. y tế chuyên sâu để làm và ở đấy thì chúng ta uh, bệnh nhân sẽ được tiến hành vào phẫu thuật nó tùy thuộc vào cơ sở trang thiết bị của từng cơ sở ví dụ nếu người ta có điều kiện được trang thiết bị tốt thì người ta tiến hành nối bằng vi phẫu lúc bây giờ cả mạch máu cả thần kinh được nối bằng vi phẫu cả niệu đạo được vi phẫu về và chúng ta sẽ khôi phục được cả về hình dạng giải phẫu cũng như là chi phối thần kinh của cậu nhỏ và trong những trường hợp này thì đến 80 90 phần trăm các trường hợp sẽ cứu sống được cậu nhỏ và cậu nhỏ hoàn toàn hồi phục được chức năng nhưng ở những cơ sở mà họ không có đầy đủ trang thiết bị Ờ, tốt không có kính vi phẫu chẳng hạn thì họ chỉ tiến hành nối niệu đạo vào với nhau nối vật hang vào với nhau nối da vào với nhau nối một số các mạch máu lớn vào với nhau vì vậy mà trong cái trường hợp này cậu nhỏ cũng sẽ sống nhưng mà cái khả năng mà bảo tồn được cái cảm giác cái chức năng thì nó chỉ đến không không đến 10 thôi vì vậy mà chúng ta nên lựa chọn những cơ sở nào đấy chúng ta nên tìm hiểu những cơ sở nào đấy có khả năng phẫu thuật vi phẫu để chúng ta tiến hành vận chuyển thẳng đến đấy thì đỡ mất thời gian ông, tôi đi qua cái sự chia sẻ vừa rồi thì uh, tôi có thắc mắc một chút là ví dụ như là nếu mà một ngày giả sử một ngày không may mà tôi gặp những cái tình huống như vừa rồi thì uh, tôi sẽ phải làm như thế nào hoặc là ví dụ như bạn bè tôi khi mà uh, bây giờ cái quan hệ việc quan hệ của nam nữ thì rất là thoáng rồi nên là trong trong cái sinh đời sống sinh viên không thể tránh khỏi thì sẽ gặp một số tai nạn thì uh, động có thể cho một số lời khuyên để sau này có thể phòng tránh được mọi sự cố có thể xảy ra và tôi thì cũng không dám chắc rằng một ngày nào đó mà tôi lại không gặp những tai nạn như đấy. Nói đùa vậy thôi nhưng mà chúng ta đã hiểu biết rồi thì chắc chắn chúng ta có cái dự phòng rất là tốt. Thế thì toàn nhớ là thế này, ngay sau khi mà mình phát hiện ra rằng là cậu nhỏ của chúng ta có một vấn đề một cái là chắc chắn chúng ta phải dừng cái cuộc giao ban lại hoặc chúng ta phải dừng lại cái việc mà đang sung sướng đấy lại. Đấy. Và việc thứ hai là chúng ta phải túm chặt lấy cậu nhỏ, bóp chặt một tí chút à, trước giữ chặt cậu nhỏ cho đến khi mà chúng ta tìm được một cái băng hoặc một cái uh, mảnh vải và sau đó thì chúng ta sẽ cuốn chặt cậu nhỏ chặt tay một chút để nhằm cầm máu cho cậu nhỏ đỡ bị trào ra ngoài thì giúp cho cậu nhỏ của chúng ta không bị phù nề không bị căng mọng và nó sẽ giúp cho cái quá trình phẫu thuật sau khâu lại cái vỏ của cậu nhỏ của chúng ta nó rất là dễ dàng cái điều tiếp theo là thế này sau khi đã băng được rồi chúng ta nên dùng một cái đá lạnh để chúng ta trườm lại trườm vào cậu nhỏ đương nhiên là chúng ta không nên ép mãi cái cục đá vào đấy nó sẽ gây bỏng mà chúng ta sẽ đặt từng lúc từng lúc tốt nhất là đặt qua một cái lớp uh, gạc như vậy dạ. đặt qua một cái lớp gạc hoặc cái khăn mỏng và để con đá lên trên và nhanh chóng chúng ta đến bệnh viện vì chúng ta càng đến sớm thì cậu nhỏ của chúng ta không bị phù nề không bị ấy và xử lý nó sẽ rất, rất dễ và cái khả năng mà để lại di chứng để khả năng để lại sơ sẹo của cậu nhỏ của chúng ta trong tương lai nó sẽ ít đi rất là nhiều nếu chúng ta trong tình huống đấy mà chúng ta ngại ngần hoặc là uh, chúng ta vẫn cố tình thực hiện nốt cho cái cuộc giao ban nó đến cuối đi xong bắt đầu mới lại dừng lại hoặc là chúng ta ngại ngần không đến cấp cứu ngay không đến bệnh viện ngay thì nó sẽ làm cho cậu nhỏ của chúng ta càng ngày càng phù nề và đến mức mà nó sưng to và nó căng mọng như quả bồ quân ý, thì lúc bấy giờ là máu tụ ra đã rất là nhiều rồi và làm rất là khó khăn cho cái quá trình xử lý về sau và nguy cơ mà nó làm cho dương vật của chúng ta bị cong vẹo sau này là rất là lớn vì vậy mà cái biện pháp sơ cứu ban đầu là rất là quan trọng nếu chúng ta nhận biết được sớm như vậy. Và, rất là cảm ơn những cái thông tin mà bổ ích dành cho chương trình mà Doctor vừa mang tới. À, tôi xin được hỏi thêm một ý vì đây cũng là một cái câu hỏi mà quan tâm của rất là nhiều bạn trẻ gửi tới cho chương trình đó là à, các bạn à, hỏi rằng nếu như trong trường hợp mà khi mà quan hệ mà các bạn bị gãy à, dương vật thì sau này có ảnh hưởng đến chuyện sinh sản của các bạn hay không? À, khi, khi mà cậu nhỏ của chúng ta bị gãy chẳng hạn nếu mà chúng ta xử lý tốt chúng ta đến viện trong giai đoạn sớm thì thường nó không để lại di chứng gì cả và đến viện chúng tôi chỉ có một cuộc mổ để khâu lại cái cân trắng vật hang khâu lại cái vỏ của cậu nhỏ đấy và có thể khôi phục được mà không để lại di chứng nhưng trong trường hợp chúng ta để quá muộn khi mà nó bầm tụ máu rất là nhiều rồi lúc bấy giờ mở ra chúng tôi lấy hết máu tụ và khâu lại cân trắng vật hang và cái nguy cơ mà nó để cho lại cái sẹo trên uh, cân trắng vật hang rất là nhiều để lại cái sẹo trên vỏ của cậu nhỏ rất là nhiều vì vậy nó sẽ gây co kéo và làm cong vẹo cậu nhỏ sau này thế thì tuy nhiên nếu mà chỉ cong vẹo không thôi thì thường là nó không ảnh hưởng gì nhiều đến chuyện sinh sản nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện tình dục có thể nó làm cho cậu nhỏ cương lên đau mà sau này chúng ta cần phải có một cuộc phẫu thuật khác để sửa chữa lại cái chỗ cong này hoặc là có thể là nó làm cho cậu nhỏ vẹo quá mức mà khi mà đưa vào trong thâm cung của người bạn tình thì nó gây cho người bạn tình rất là đau vâng. mà chúng ta cũng cần phải có một cái chuyện cuộc phẫu thuật để sửa chữa lại như đó. Vâng vậy thì có trường hợp nào mà có những người mà gặp phải tới hai lần gãy hay là có khi nào là bị lặp lại cái câu chuyện Ôi, à, rất tai nhiều nạn này? chứ? Vâng. Có những người đến ba lần mà vẫn chưa chừa. Vâng. Bởi vì là vừa mới tháng trước chúng tôi làm cho xong, thành sau lại vào tiếp và nhìn mặt lại đúng bệnh nhân trước đấy là những cái sai lầm mà trong cái chuyện mà tình dục mà cả các bạn nam và bạn nữ đều không biết. Bà. Thì thì tôi rất khuyên các bạn là trong những cái trường mực có thể thì chúng ta chỉ thực hiện những tư thế truyền thống rất là tốt. Có thể là chàng trên nàng dưới. Lúc bấy giờ thì người nam giới có thể điều khiển được cái nhịp dập của mình rất tốt và điều khiển được cái độ sâu của mình khi mà trượt ra trượt vào của cậu nhỏ và lúc bây giờ cậu nhỏ của chúng ta sẽ được trượt đi trượt lại rất là đúng đường à. và mà trong trường hợp mà chúng ta đổi lại tư thế nếu mà để cho nàng ở trên chàng ở dưới thì cái cậu nhỏ của chúng ta rất dễ bị lạc đường ví dụ khi mà nàng nâng lên một cái thế là cậu nhỏ của chúng ta trượt ra ngoài nàng hạ xuống một cái thế là nó đè lên cậu nhỏ của chúng ta thế và lúc bấy giờ nó sẽ xảy ra tai nạn và hầu hết các trường hợp đều do cái tư thế này nó gây ra à. và vì vậy mà đây là cái tư thế mà các bạn nên tránh các bạn không có kinh nghiệm các bạn không có kiến thức thì chúng ta nên tránh cái tư thế này. Và không biết là công toàn hôm nay đã rõ hơn và đã hiểu thêm nhiều về những cái tai nạn đối với những cậu nhỏ mà các đồng mày dâu cũng như các bạn <laughs> trẻ thường gặp chưa ạ? À, từ hôm nay khi được nói chuyện với Dr. Happy thì tôi cũng hiểu ra rất là nhiều điều và hy vọng rằng là tôi sẽ tránh được những cái tình huống mà Dr. Happy đã nói và hy vọng rằng ngoài đời không chỉ gặp trên trường quay hôm nay mà có thể gặp vào Doctor Happy ở uh, phòng khám, phòng khám. À, nhưng mà không phải là vấn đề là toàn thân lại tôi sẽ là một bệnh nhân <laughs> mà à. sẽ là một vấn đề với người người đến tìm hiểu các thông tin để chia sẻ cho bạn bè và những người nào mà cần tìm hiểu về cậu nhỏ. Vâng. Doctor Happy sẽ luôn là người bạn đồng hành cùng tư vấn cũng như là khi mà chúng ta gặp những vấn đề gì khó nói. Uh, trong cuộc sống thường ngày và đặc biệt là hạnh phúc lứa đôi thì chắc chắn là uh, điều cần thiết nhất là chúng ta có thể gọi điện cho Dr. happy cũng có thể gửi thư về tới chương trình và đặc biệt là tới phòng khám của uh, trung tâm nam học bệnh viện Việt Để Đức. Và tôi nghĩ rằng là một cái điều mà hôm nay là toàn và các bạn trẻ có thể nhận ra rằng là thay đổi một quan niệm rằng là an toàn tình dục không nghĩa là chỉ mỗi là phòng tránh thai, phòng tránh các bệnh lây truyền qua tình dục mà an toàn tình dục ở đây nó bao gồm cả nghĩa rằng là phòng tránh các tai nạn cho các cơ quan sinh dục của chúng ta rất cảm ơn người mẫu trẻ Đinh Công Toàn đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay và tôi cũng hy vọng rằng là những kiến thức, những thông tin mà bạn thu được sẽ giúp được cho chính cuộc sống của bạn và những người xung quanh bạn đặc biệt là những bạn trẻ như bạn có thêm những kinh nghiệm để giúp được cho cuộc sống tình dục của mình an toàn hơn. Và cảm ơn người bạn đồng hành của chương trình Dr. Happy. Thưa quý vị, qua câu chuyện của Dr. Happy và người mẫu trẻ Đinh Công Toàn ngày hôm nay thì chúng ta có thể nhận thấy rằng mọi điều có thể xảy ra với chúng ta bất kỳ lúc nào và cậu nhỏ cũng như tất cả các bộ phận khác trên cơ thể của chúng ta đều cần được bảo vệ chăm sóc. Để cậu nhỏ luôn luôn được khỏe mạnh và tránh xa những rắc rối có thể xảy ra thì bạn sẽ cần phải học cách chăm sóc hắn thật chu đáo. Vâng, chúc các bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe để cảm nhận được cuộc sống này thật có ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại.